Còn Forte em ấy chưa? Em dọn Con ấy dọn xong rồi anh, em quay video gửi cho bác ở trong miền Nam đây này. Nhưng mà bác bảo là tối chuyển tiền luôn thì mình ship xe vào đây. Đây. Đấy. Đây này, đấy, bác bảo là tối ok tối chuyển luôn này, để là mai kéo xe đi thôi. có nhiều bác cứ hay hỏi em rằng là với cái tầm tiền khoảng 200-300 triệu mà mua xe gì, và cái thứ hai nữa là cái câu hỏi quan trọng hơn ấy, mà bác hay hỏi em là ví dụ như là mua xe của chú mà không xem thì làm thế nào, thì chia sẻ bác luôn là đây. Hôm nay là em ngày mai là em sẽ chuyển một con này, một con Forte là đi miền Nam và một con này là chuyển về Hà Giang này. Đây, chia sẻ bác luôn là đây là một con xe mà nó rất đẹp, đời 2015 này, nhưng mà xe nó rất là mới luôn. Máy số rồi tổng thành xe nó cực kỳ đẹp luôn. Con này là con i20 bác nhá. i20. Đây. Với giá tiền thì con này nó khoảng hơn 300. Và ngoài ra thì là con xe Vios này sẽ chuyển về Hà Nam. Với giá tiền nó có 235 triệu đời 2015 form mới. Thế thì làm nó có thể để mua xe của em mà không cần xem ấy, thì các bác hoàn toàn cũng có thể là yên tâm rằng là với những con xe mà các bác nhìn có thể là la răng gầm bệ này, nó mới như thế này. Tất nhiên là mình sẽ có những cái cam kết với nhau. Trước khi mà chuyển đi Sài Gòn ấy, thì các bác sẽ chuyển trước 2 phần 3 số tiền em sẽ chuyển xe vào. Và trên đường hành trình vào đấy thì chúng ta sẽ được làm việc liên tục với nhau, và để các bác nhận xe ở trong đó. Sau khi nhận được xong xe thì các bác sẽ rút hồ sơ và chuyển nốt số tiền còn lại và em sẽ rút hồ sơ. Ngoài ra với những con xe như thế này ấy, thì với máy móc gầm bệ như này thì hoàn toàn có thể bảo đảm cho các bác, mà chuyển xe các bác hoàn toàn có thể yên tâm được và dọn dẹp rất là kỹ. Nhiều khi anh em trêu nhau bảo là với những con xe như này thì dọn còn sạch hơn cả đánh răng mình ấy. Đặc biệt là khi mà chất lượng xe thì nó là quá ok rồi các bác nhá. Trước mắt là chất lượng xe là ok trước, sau đó thì mới đến cái phần dọn dẹp sạch này. Đấy. Thế thì với cái tầm với cái hành trình mà làm việc như vậy thì còn chúng ta sẽ cần phải làm cái gì? Thế đây này, con như con Forte này, tất nhiên là các bác đầu tiên các bác không yêu cầu đâu nhá. Ví dụ như bác miền Nam các bác ấy bảo là xe của anh dọn xong chưa, thì có một số những cái mà các bác không yêu cầu em đâu, không yêu cầu em phải làm đâu, nhưng mà em vẫn làm cho các bác cái đây. Thực sự ra là nếu mà cứ để như vậy thì các bác vẫn nhận xe vẫn ok, nhưng mà mình còn phải cầu lên mình làm xong là đây, các bác nhìn này, xe đấy, đấy. Cái phần cuối cùng là đây, có một người vẫn đang đang kỳ cục, đang dọn dẹp, đang lau chùi, đang đánh ở trong đấy. Lấy bàn chải đánh từng tí một. Thì đầu tiên là mình sẽ đi mình xử lý lại toàn bộ những phần la răng, mang đi phay lại đây. Các bác nhìn đấy. Đấy, có người phải ngồi đánh bàn chải này. Đây là phần dọn tinh nhá. Tức là dọn sẽ đánh đi toàn bộ những cái phần mà bẩn. Cái thứ hai là toàn bộ phần gầm đây các bác này. Với cái tầm tiền như con Forte đời 2012 này, nó có bao nhiêu tiền đâu, nó có hơn 200 triệu một xíu thôi. Đấy, đèn đó mà xe đặc biệt là nó không có bất kỳ một cái lỗi nào cả. Đây, phần cuối cùng là cái phần đang dọn dẹp xong để chuyển đi. Đây. Giật cho anh cái máy em ơi. Đúng rồi, giật cái máy em ơi. Đấy. Để dọn đi. Để dọn, tức là dọn dẹp để chuyển đi, nó gồm có như vậy các bạn. Đây, các bác có thể nhìn hình dung ra máy cho thời tiết nó nắng này. Buổi tối live stream ấy thì nó sẽ không rõ được đâu, nhưng mà ban ngày các bác nhìn thấy hình ảnh máy móc thì nó hoàn toàn rất là ok luôn. Đấy, máy nó đẹp như này cơ mà. Thế thì có một vài cái điều mà cam kết trong cái hành trình mà chuyển xe cho các bác, thì đầu tiên là xe nó không lỗi, thứ hai nữa là máy móc cầm vệ thì có những con nào mà nó ra rồi thì em sẽ bảo ra rồi, còn con nào mà nó zin thì em sẽ bảo nó là zin. Tất nhiên là xe cũ thì các bác hình dung rằng là khi mà dọn dẹp rồi thì như thế này rồi thì xe cũ nó chỉ được khoảng 90% thôi, chứ nó không được thực sự là không được 100% đâu. Các bác phải nên nhớ một điều nữa là như vậy. Còn những cái gì mà mình theo ý mình thì về mình sẽ làm thêm. Nhưng mà gần như là những phần gầm rồi thì những cái phần mà máy móc ở bên trong là em sẽ làm nó rất là chi tiết và đẹp rồi cho quý cô bác anh chị rồi. Thế thì với hành trình đi xa như thế này mà mình không làm kỹ như này thì nó sẽ không đẹp được các bạn. Đấy, nó không đẹp được. Đây. Bình thường thì nếu như để thông thường như tất cả những nơi khác thì họ sẽ không có những cái bước này các bạn nhé.
sẽ không có cái bước này. Và khi các bác nhìn đây này, khi mà mình lau rồi thì nhìn nó sẽ bóng này, và các bác nhìn đây đấy, cái phần này và cái phần bên trên này là nó đã khác nhau rất là xa rồi. Nhưng tất nhiên nó chưa xong đâu, nó chỉ là cái phần mà phần bước đầu thôi, còn phần dưỡng đằng sau nữa đấy các bác nhá. Sang năm thì em còn thêm một vài những quy trình mới nữa, đó là sẽ có thêm khoảng 1,400 m² nữa để dọn dẹp lại toàn bộ và nâng cấp toàn bộ sản phẩm để cho quý cô bác anh chị có thể có một chiếc xe chất lượng hơn nữa trong cái hành trình này. Tất nhiên là với như thế này là đã làm là rất là chi tiết ở đây. Tất cả những dòng xe này là gần như là nó đang chờ ngày để xuất xưởng. Những con xe kia cũng đang chờ ngày xuất xưởng. Con xe này thì bác ấy chuyển được hơn 200 rồi. Hôm nay đang chờ để ra tên ATH đấy. Thì hôm nay cho đi làm thủ tục rồi. Đấy nha các bác nhá. Với cái tầm tiền như vậy thì các bác có thể đến salon hoặc thậm chí là không đến salon, các bác vẫn hoàn toàn có thể mua được những chiếc xe chất lượng. Có nhiều câu hỏi các bác bảo là vậy mua có yên tâm không, thì các bác yên tâm. Còn với một những số những con xe ở tỉnh gần này thì các bác chỉ cần chuyển tiền vận chuyển thôi. Còn nếu đến không ưng thì là em đánh xe về luôn. Nhưng mà các bác hoàn toàn có thể yên tâm rằng là gần như là 100% mà khi mà em dọn dẹp mà đã làm những con xe tuyển như này thì các bác đến là các bác sẽ lấy được và các bác sẽ ưng ý các bác nhá. Và nếu như bác nào mà cũng muốn em chuyển xe thì bác có thể comment trực tiếp số điện thoại bên dưới, hoặc là có thể là kết nối qua những cái Zalo để em có thể là phục vụ quý các bác anh chị nhá. Nếu bác nào mà ủng hộ em thì gọi điện comment nhá, còn không đi qua Thái Nguyên thì nhớ là qua em uống trà nhá. Luôn có hoa mộc vườn trà và để ướp trà mời các bác nhé. Cảm ơn tới tất cả quý các bác anh chị, và chúc quý các bác anh chị có một ngày vui vẻ hạnh phúc, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những cái video tiếp theo.